Rồi, ok, chào bạn nha. Nay ghé thăm bãi xe ngay chỗ nghĩa trang Sĩ Tĩnh, bãi Đồng Tâm nha bạn. Đó, thì đây là giờ là mới về xe, xe dạng phế liệu không có giấy tờ nhưng mà tay ga nha bạn, tay ga mà xe này giờ bạn mua nguyên chiếc thì người ta có thể bán cho bạn nguyên chiếc. Còn anh em nào mà vô đây mà cảm thấy chiếc xe nào đẹp, dàn áo còn đẹp thì mua dàn áo, người ta vẫn tháo dàn áo ra bán nha. Anh em mua bất cứ thứ gì phụ tùng trên xe là người ta tháo xuống bán cho anh em hết. Nên là anh em cứ mạnh dạn hỏi ha, hỏi giá cả được giá là người ta tháo ra hết nha. Đây, thiên đường xe tay ga luôn. Đa số là nô 1, nô 2, nô 3 và một hai con nô 4. Nè. Thì bữa hôm có nhiều anh em nhờ mình đi mua dàn áo nô hoặc là cái đầu, nhưng mà giờ cái đầu người ta đây ai mua trước mất tiêu rồi đó. Cái đầu nô 3, nô 2, nô 3 chứ, mà đây nãy giờ mình thấy là nô 2 nhiều đó, ít có nô 3 quá. Này là cái này nô nô 2 đèn, là nô nhìn nhớ là nô 2 đèn là nô 3 nè, đúng rồi nè, phải không ta? Nô 2 đèn là nô 3 phải không ta? Để mình coi nó sang sức năm mấy. Sang sức năm 2006. Nô này nô mấy đây không nhớ nữa, lâu quá rồi không có cập nhật mấy cái dòng nô này. Hai đèn là nô 2 hay là một đèn là nô 3 ta? Nói chung đây, nay có rồi nè. Bữa hôm anh nào kêu mình nhờ mua dàn áo thì liên hệ lên mình. Nay có nô rồi. Đa số là tay ga không luôn. Quá đã. Có những dàn áo là nguyên zin nha anh em. Đây là quần áo nguyên zin nè. Áo này là nguyên zin chưa sơn. Còn gác chân đồ cũng còn đầy đủ hết trơn. Xe đầy đủ đồ hết. Có những dàn áo thì người ta sơn lại rồi nè. Sơn lại. Lúc trước mình phân biệt được nô 1, nô 2, nô 3 mà giờ mình chỉ phân biệt được nô 1 với còn 2, 3 sao mình quên rồi ta? Lâu quá rồi không có cập nhật lại mấy dòng này, kiến thức quên. Nhớ là nô 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 1 là một đèn nè, nô 2 là một đèn nữa, rồi nô 3 mới hai đèn. Đây. Mở cốp ra được. Đây. Wow. Cái bồn này về trồng cây hết lần. Đây. Nuôi cá ly thia luôn. Đây, mâm nè, quá trời mâm luôn. Xe nô của anh em nào mà bị hư mâm, hư đồ thì ghé vào đây xem. Mình có thể mua, này là nô 1 nè. Nô 1 huyền thoại nè, sơn zin luôn kìa. Mấy chi tiết này còn sơn zin luôn nè. Trời ơi, mấy này mà ai sưu tầm á, sưu tầm mấy chi tiết này. Ốc zin, sơn zin hết luôn nè. Lốc nè. Phuộc rồi cũng còn đẹp nữa kìa. Áo thì màu vàng rất đẹp. Nó đèn đuôi rồi còn cầm đèn đuôi luôn nè. Này cho anh em đáng sưu tầm. Dòng này là bô si nha anh em. Đây. Uno 1 si. Hồi xưa thì người ta nói mấy dòng nô này chạy nó dở, nhưng thật sự thì hồi xưa cái thợ thì người ta cũng là thợ sửa xe số thôi, nên là đôi khi người ta sửa chưa có tới, hoặc là lúc đó cái người sử dụng mình chưa có am hiểu về dòng xe tay ga. Có thể chạy là họ chạy họ chỉ thay nhấc máy thôi, còn nhấc láp là không có thay, nên là xảy ra hiện tượng là nó hú láp ha, nó hú bộ số tại đâu có thay nhớt đâu. Sau này á, thì người ta mới chú tâm hơn tới mấy vụ mà thay nhấc láp nhấc đồ, thì hãng mấy cái head đồ nó ra rồi nó cũng tư vấn người ta thay nhấc láp, nên là tình trạng tay ga bây giờ mà bị hú bây giờ còn rất ít nha bạn. Hồi trước thì cũng như là chưa phát triển thì mấy cái đó thì phải chịu, còn giờ là vô hãng là kêu bạn thay nhớt 2-3 lần là người ta kêu bạn thay nhớt lắp, nó an toàn cho xe bạn. Có thể những người phụ nữ người ta đi á, người ta cũng không có chú ý gì tới xe cộ, và mình thật sự mình nói luôn, mà mình đi mua xe, mua ở ngoài hoặc mua ở đâu cũng vậy, mua ai chỉ mua xe rồi, thường mình đi mua xe về mình rã bán phụ tùng á, ai mà nói mà xe mà phụ nữ đi ha,
là mình sợ lắm, mình không có dám mua xe đó đâu, nói thiệt luôn. Có thể xe người phụ nữ đi 5 tháng 7 tháng mới thay nhất lần đó, mình nói thiệt. Tại vì họ chủ yếu họ đi thôi chứ họ cũng không có chú ý gì tới chăm sóc xe cậu. Mình thích nhất là mua những cái xe mà của những mà ông chú mà cỡ 40-50 tuổi, tại vì họ rất là ý thức giữ gìn rất kỹ, xài xe rất kỹ. Họ bán chiếc xe vì có một số công chuyện đặc biệt hoặc là họ lên đời họ mới bán, và họ chăm sóc xe rất kỹ. Đây có mấy chiếc này NG2 nữa các bạn, ít của em nè, cục máy còn khá là chất nha. Này mình ở trong Nam mình ít thấy người ta chơi dòng này, nhưng mà ở ngoài Bắc á người ta còn chơi dòng này. Người ta bán phụ tùng ít của em NG này rất là mắc luôn đó. Còn trong đây thì thôi giờ không 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 có ai mà chơi này nữa. Ở ngoài miền ngoài thì người ta vẫn còn chơi loại xe này và người ta kiếm phụ tùng rất nhiều. Đây, chiếc này nè còn khá là cứng nè. Bình xăng này cũng còn đầy đủ đó. Tích của em đây, phía trong còn nữa nha anh em. Attila Novo 123 rồi. Đây nè, xe này sơn lại Repsol màu cam. Xe này là cũng còn lên ga đâu cũng còn mượt quá, mà dàn phục trước xì dầu sơn màu đồng nó mới ghê chứ. Mâm thì sơn rất đẹp, heo rồi cũng rất đẹp đó. Rồi xe chủ yếu xe Trung Quốc là nhiều thôi, máy móc ở đây nè, máy anh chầu hay gì, máy này máy Viva hay gì đây, máy đó máy máy Yamaha Sirius Taurus gì đó. Rất là nhiều xe, đa số là xe Trung Quốc nhiều. Nãy giờ mới thấy được con Taurus. Taurus này Taurus Trung Quốc nữa chứ không phải là Taurus xịn nữa. Rồi, giờ đi lên trên các bạn ơi. Sita 110 cũng có ít của em luôn nè. Sita, máy Sita thì bạn gắn qua cho NG cũng được. Đây, Sita đây. Đó, Sita. Còn này là mấy xe mà người ta tháo đồ phụ tùng ra bán nè, tháo ra bán muốn hết rồi. Sushi Mart nè, Sushi Mart này là Sushi Mart, Sushi Mart 110 Suzuki nè. Người này cũng có nhiều người ta kiếm nguyên cục máy để gác lên xe, nhưng mà đa số mấy chiếc Sushi Mart này nó không có êm máy gì hết trơn, nên là bạn mua phải 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 dẫn thợ thầy rồi theo coi. Mấy dòng này nó khó lắm, với lại đồ của nó có thể là cùng cái hệ Suzuki nhưng mà có thể cái dòng này gắn qua dòng kia được, cũng có thể gắn không được đó, nó khác nha các bạn. Có là lồng nhôm lồng sắt gì tùm lum hết nha, lồng cánh xuôi lồng cánh dọc gì nó nhiều đời lắm nha các bạn. Tốt nhất là mua đồ Suzuki này dẫn theo thợ để theo người ta coi nè các bạn. Đây có cục IC nữa các bạn nè, mình sẽ lấy cục IC này ra cho bạn xem. IC Suzuki. Wow, cục IC này. À, đây. À.
Rồi, moi được cục IC mừng thấy bà luôn. Mà IC lô nó mới đau lòng chứ. IC lô nè. Đó. Anh thấy không? Dễ ăn nó đâu. Rồi. Nè, đây cũng có cục Suzuki mà lồng sắt nữa bạn thấy không? Nó khác nhau nha. Lồng nhôm, lồng sắt. Đây lồng nhôm, đây lồng sắt. Lồng nhôm cánh dọc. Ở này lồng nhôm cánh xuôi qua. Có là lồng nhôm cánh dọc nữa nha bạn. Nên là phụ tùng này nó khác nhau hoàn toàn. Vô hai thứ ba thứ vô nó không trùng nhau đâu. Này lồng nhôm này đó, Suzuki nó khó chịu lắm, đồ của nó phải đúng đời của nó gắn mới được. Còn ví dụ như quay Alpha mình thì rim quay rồi cũng thấy gắn cho nhau hoặc là chế cháo đồ lại đó. Còn mấy con Suzuki này thua. Đây bạn, đây có mấy chiếc City Dalim nhưng mà tao bán máy rồi. Này dàn áo này không biết phải xịn không đây mà dàn áo thấy ghê quá. Dữ tận quá đi. Dàn đầu cũng dữ tận quá nè. Áo lô. Lô làm thấy ghê. Cái xe Trung Quốc. À, có cái này cái gấp lô, mình tưởng nó gấp zin chứ, gấp của mấy chiếc cúp. Rồi gấp thì bạn có thể thấy bao la luôn. Đây xe độ về cũng nhiều lắm nha anh em, nay mới về xe tay ga, xe độ chủ yếu là quay thôi, quay tăng nát đó. Đây thì cũng có một mớ quay dữ lắm. Đây nữa nè. Đây chiếc Suzuki nè. Cái bô này nè anh em. Bô này mà nếu mà ai mà không có đủ điều kiện mua bô quay Alpha, anh em mua bô này nè về chế cho quay Alpha. Chạy mình nói là tiếng rất là hay luôn. Nè. Bô Suzuki nè. Bô si đàng hoàng nha. Độ bền thì ăn đứt thằng quay Alpha luôn. Và tiếng nổ thì hay hơn quen pha nhiều, nhưng mà nó chạy gì anh em, nó chạy không đúng đời thôi. Chứ bộ này về anh em có thể gắn rim nè, gắn quay nè, chỉ cần chế cái bát này lại thôi. Là ví dụ như bát này nó đang là ví dụ như 7 phân 8 phân về tất đây chẳng hạn, nó thì giờ chế lại khoan lỗ chế lại thôi, nhưng mà nó xài rất là đã nha. Cái bộ này nè chạy biết chừng nào mà rớt nổ, cái bộ này rất xịn sò. Cây bô này đúng đồng tiền bát gạo Suzuki, mình thấy là chỉ có hợp nhất là cây bô này thôi, chứ mà nó không có xài được cái đồ gì trên chiếc Suzuki á, mình chỉ khoái cây bô này thôi. Nhưng mà tại vì xe mình đang có cái bô đẹp, phải mình chạy xe Trung Quốc hay gì đó, mình xe đi cài đi bừa hay gì đó, mình có thể gắn cây bô này ha, chạy rất là đẹp. Bô này cũng còn rất đẹp nè. Rồi nhưng mà mình tại vì mình không có lấy đồ Suzuki. Còn nếu mà anh em gửi lấy cái bô này thì mình sẽ mua giùm anh em. Đó. Gắn rim rất là phong cách nha. Tiếng nổ cực kỳ hay. Đó. Zip. Zip này là của thằng Piaggio. Không biết đạp nó nổ máy không. Rồi. Thua. Không nổ máy à. No nè bạn. Nay sau về no nhiều dữ trời không biết. Quay nữa nè, quay độ nè. Quay độ nào cho anh em thèm thuồng. Quay xài bông mai không nha. Bông mai không à. Hay bông mai nè. Đó. FX Trung Quốc nè, bữa hôm ai dặn mình mua cặp mâm nè. Dặn mình mua cặp mâm, mình hỏi giá xong mình báo giá, cái sao chê mắc quá thì chủ người ta bán sao mình bán, mình báo vậy. Chê mắc thì thôi, chứ sao giờ. Đó, mâm trong khi đó mâm thẳng đẹp như thế này. Đó, mâm này chở đồ cực đỉnh luôn nha anh em. Mâm này miền biển thường họ mua nguyên chiếc FX này về họ chở nghiêu, tại vì nó chạy dưới nước rất đã ha, chạy rất khỏe, tại nó có cung tay nữa, thường là chở 3-4 bao nhiêu gì đó.
Cặp mâm này người ta thắng đĩa luôn đàng hoàng. Tưởng đâu bô xịn hay về bô tàu lao. Đây. Quay. Quay tan nát. Ồ, có cái bô lạ quá. Bô này bô dữ quá, bô titan. Bô này dữ quá trời rồi, nói nữa. Mà không gắn mình một mai, gắn mình Kenta 150 hay 175 gì đây nè. Khó hiểu thiệt. Xài Mobin là MC Racing nha. Mobin là MC Racing đàng hoàng. Ở đây con quay nè. Quay đi bộ ẹp độ ha, cắt ngắn. Bình Mông Mai. Quay Trung Quốc thôi. Nè. Không đa. Đó, xài bình DND là bình Mông Mai rồi, bình mới Mã Lai giờ các bạn. Đó. Đây con nữa nè, con Mông Mai nữa nè. Lòng liếc gì thì trái này không biết trái nhiêu, chắc 54 thôi chứ không hơn nổi. Đó. Rồi. Đây nữa, đây có con rim độ nè, chế thắng đĩa trước sau nè. Có tiền muốn làm gì làm. Độ theo phong cách là có tiền muốn làm gì làm ha. Cặp mâm này nhìn đẹp quá ta. Không biết phải mâm zin không ta. Đây, có chữ Honda rồi đó, ghê nè. Nè, có chữ Honda nữa các bạn. Rồi. Rim này chắc rim Trung Quốc thôi. Làm lên cũng đồ sộ, một số đồ nữa nè. Không có rim Nhật, rim Thái gì không có. Rim Trung Quốc. Rồi. Đây có mấy con cúp tàn tạ nè anh em. Mình mới phát hiện ra có một cách. Cái yên xe cúp á, không có ai mở ra được hết, có chìa khóa mới mở được. Và đây là cách chế tạo cái yên cúp có chìa khóa ha. Hàng dính vô đây một sợi dây xích, xong rồi cái chỗ khóa nón á, thấy không, chơi cộng dây xích vô khẩu khóa nón, chỉ cần mở chìa khóa đây là mở ở đổ xăng được, còn không mở chỗ này được là không mở yên được nha, thấy không. Đó, đỉnh chưa. Đó. Rồi, bô này cũng là bô lô luôn rồi. Bình xăng con, bình xăng con 81 là lô. Xe này là xe 81. Sườn đi bụi hết rồi. Gấp 81. Gấp bên đây gấp lô luôn. MD. Này là cái baga MD chở đồ mà nó hàng vô tan nát rồi. Quá tan nát luôn. Không còn gì hết anh em ơi. Chiếc DD này thì giờ nó không còn gì hết luôn. Bán sạch sẽ. Đây. Quá nhiều. Đó bạn, chủ đó đi đó bạn, chủ bãi đó. Thôi đi má. Mày dẫn tao vô lùm vô bụi nè, mày hiếp dâm tao chết luôn à. Đi câu cá mũi cắn thấy bà luôn. Lần nào tao đi câu tao cũng tốn mấy chai súp heo á. Tuốt chạy xuống tuốt dưới Gò Công câu. Đây mày chạy dưới 40-50 cây, ra tới cầu Mỹ Lợi quậy mới có cá chứ. Đây sao chỗ cũ bị động hả, không có cá hả? Không có luôn.
giờ mày ngày nào mày cũng chở bao cám nữa mày rải, đúng không? Còn mày không có cám mày kêu tao chở xuống tính tiền. Đúng tính tiền rồi nhà đó. tao nhà tao bán cám mà. Không bán cám hả? Bán cám heo á với thức ăn nữa. Không bán thức ăn gì Hà Lan mà bẫy gì không? Không đâu, có bán của Giáp Va không à. Mấy cây nữa. Mày kêu tao chở ngày tao chở xuống bao cho, rồi mày kêu tao đổ đúng ngay vị trí đó, rồi cái tới giờ tới ngày mày ra mày câu thôi, là cá tự động nó lại đó, thấy không Mẫn, hợp lý không? Tao kêu nó là ngày tao chở xuống một bao thức ăn tao đổ ngay cho đó luôn, rồi tới tối lại nó câu. Bao có 200 mấy à, 210 mấy ngàn à, tính ra nhiêu ký ra, 20 hả, 20 ký